Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 65, đau lòng muốn chết. Lệ từ muốn gì từ nàng, cuối cùng hiểu hắn muốn ai. Có thể vì hắn mà chết, cuối cùng hiểu vì sao nàng không bao giờ cảm nhận được hắn yêu nàng, vì sao hắn đối xử tốt với nàng nhưng nàng luôn cảm thấy thất vọng thì ra là vậy. Chỉ vì điều đó, nàng khóc lên, nằm sấp xuống đất khóc nước nở, hắn chỉ muốn một người mẹ có thể vì hắn mà chết, nhưng nàng lại hiểu sai. Nàng vĩnh viễn không thể là mẹ của hắn, dù nàng quan tâm đến hắn chu đáo, nhưng hắn chỉ muốn một người mẹ, không phải là gì khác. Và nàng thật, vĩnh viễn không thể là mẹ của hắn. Thẩm lang hồn và dư khớp phượng cùng thanh hư tử đã qua 22 chiêu, xét về thực lực thực sự, thẩm lang hồn có thể tiếp được trăm chiêu của dư khớp phượng, nhưng chắc chắn sẽ bại trong vòng 200 chiêu, nhưng hắn không phải kiêm sĩ, hắn là sát thủ. Sát thủ rõ ràng nhất là làm thế nào để tồn tại, nên dù hắn biết không thể tiếp nổi chiêu liên thủ của Dư Khớp Phượng và Thanh Hư Tử, hắn vẫn có thể duy trì đến 22 chiêu. Nhưng 22 chiêu đã là giới hạn, thẩm lang hồn rất rõ trong lòng, chiêu thứ 23 chính là tuyệt cảnh của hắn. Dư Khớp Phượng đã quen với đường né tránh của hắn, Thanh Hư Tử trường pháp trầm ổn, không bị giao pháp hoa cả mắt của hắn làm xáo trộn, chiều thứ 23 hai người ăn ý đã tạo thành. Vì vậy, dư khớp phượng vung kiếm vào đầu gối phải, thanh hư tử nhảy cao đánh vào lưng thầm lang hồn, thầm lang hồn không thể tránh né, hét lớn một tiếng, đoàn đao và giết liếu đều xuất hiện, cứng rắn chắn trước mặt và sau lưng một kiếm một trường. Bạch Tố xa đứng một bên xem cuộc chiến, thần sắc lãnh đạm, nhưng không rời đi, như thể nhìn thấy điều thú vị, đột nhiên ánh mắt nàng lóe lên thẩm lang hồn thấy ánh mắt của nàng, trong nháy mắt giống như có linh quang thoáng qua đầu óc, bỗng nhiên buông tha chống đỡ trưởng sau lưng. Giết liễu. Hàn quang lóe lên, rời tay bay ra, xen lẫn mấy chục. Xạ ảnh châm. Bắn nhanh vào ngực cổ họng dư khớp phượng, Dư khớp phượng bị ám khí này làm bất lợi, vội vàng múa kiếm ngăn cản, thẩm lang hồn nhào ra với đoàn đao, liền hạ sát thủ. Cuối cùng ép dư khớp phượng liên tục lùi lại sau lưng thanh hư tử phát ra một tiếng hét, cùng một người giao đấu, chỉ nghe. Đồn. Một tiếng trường giáp nhau, mặt dư khấp phượng liền biến sắc, cất kiếm lui về phía sau. Bạch tố xa dừng lại một chút, khẽ mỉm cười với thẩm lang hồn, sau đó lùi lại. Thẩm lang hồn thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, thấy đường lệ tự đứng một mình, thanh hư tử lùi nhanh hơn dư khấp phượng, rút lui dọc theo một đầu khác của đường hầm. Ngươi không sao chứ, Thẩm Lang Hồn thở phào nhẹ nhõm. A à, Thủy thế nào? Thật không ngờ nàng có thể đuổi kịp và tìm thấy ngươi. Đường Lệ Từ vẫn mặc chiếc áo mỏng màu nâu, mái tóc dài màu bạc xóa sau lưng không trải chuốt. Nghe vậy cau mày. A à, Thủy, nàng đâu? Thẩm Lang Hồn kinh hãi. Ngươi không thấy nàng sao? Mà đến đây. Đường Lệ Từ nói. Nghe nói các ngươi ba người đến vọng đỉnh Sơn Trang, ta đoán Chu Nhan không thể cùng các ngươi đi chung đường quá lâu, nên ta đến xem. Quả nhiên. Thẩm Lang Hồn đổi sắc mặt. A à, Thùy không biết có thoát khỏi tay Ngọc không hầu hay không, ta để nàng một mình trở về tìm ngươi. Đường Lệ từ mỉm cười. Không đáng lo, ta sẽ lục soát kỹ nơi này từ trên xuống dưới, từ đầu tới đuôi, sống thì thấy người, chết phải thấy xác. Thẩm Lang Hồn thở dài một hơi, trên mặt nở nụ cười khổ. Người này vô luận lúc nào cũng vẫn là loại dáng vẻ này. Sau khi Dư khớp Phượng và Thanh Hư từ kinh hãi rút lui trong đường hầm của vọng đình sơn trang lại không có bóng người thẩm lang hồn nhìn quanh một lượt ngươi vào bằng cách nào đường lệ từ chỉ về một hướng phía trên vọng đình sơn trang trong vườn hoa không có bóng người trên đất có một lớp tuyết mỏng có nhiều chỗ tuyết tan có nhiều chỗ tuyết không tan tuyết tan ra nơi có lò sưởi ta tìm được một nơi cửa vào xuống đây liền nghe tiếng kiếm của dư khớp phượng thẩm lang hồn cười ha ha một tiếng nếu thanh kiếm của hắn im hơi lặng tiếng cái mạng này của ta há chẳng phải là tăng không? Đường lệ từ bỗng nhiên nhìn phía sau, mắt nhíu lại, xoay người đi tới đường đi. Đi thôi, hắn còn ở bên trong, không trốn khỏi. Bóng tối trong đường hầm không có một bóng người, đường phía trước giống như trải rộng mắt của ác quỷ, tràn đầy sát cơ và ác niệm. Ngọc không hầu bây giờ không còn ở cùng dư khớp phượng và thanh hư tử, hắn từ từ tìm tung tích của A Thùy, và để hắn thấy từng thi thể một. Có người mặc áo trắng, cũng có người đặc biệt trông chừng lối đi là kiếm sĩ. Có vài người bị một kiếm xuyên tim, có vài người bị trúng độc chết người, mà ám khí được sử dụng cũng rất kỳ dị, chính là xúc sắc. Thi thể thứ bảy, Ngọc không hầu khe khẽ thở dài, trước mặt cách đó không xa có tiếng bước chân nhẹ, nghe giống như đứa trẻ đang chạy gấp về phía trước. Quan nhi, tiếng bước chân kia đột nhiên ngừng, Ngọc không hầu thả lỏng tay, từ từ tiến tới, dưới ánh đèn yếu ớt trong lối đi, cách đó không xa, cô bé đang run lẩy bẩy giống như con chuột chính là Quan Nhi, hắn nhìn nàng chằm chằm một lúc. Người thật giỏi, ta, ta. Quan Nhi đã ném kiếm trong tay, khắp người đầy máu, hình dáng chật vật không chịu nổi, nhưng nàng vẫn còn sống, những người ngăn cản nàng đều đã chết. Trong số mấy chục người mặc áo trắng, bị thiệu duyên bình thả chạy hơn phân nửa, chỉ còn lại 13 người, một mình ngươi giết sáu, trong trận đánh ở Hào Vân Sơn cũng không có nhiều người chết trận như vậy. Ngọc không hầu ôn nhu nói. Ta vốn nên thưởng cho ngươi. Quan nhi mặt không còn chút máu, lảo đảo lui lại mấy bước. Các nàng muốn giết ta. Ngọc không hầu thản nhiên cười một tiếng. Ta biết, tiểu nha đầu, còn nhỏ tuổi mà lòng dạ đã ác độc, hơn nữa còn phản bội, nếu không phải như vậy ta cũng không muốn giết ngươi. Hắn ôn nhu nói. Ngươi là một nhân tài, nhân tài thực sự, ngươi mới 14 tuổi đã có thể giết 7 người cao lớn hơn ngươi, rắn chắc hơn, thậm chí võ công tốt hơn ngươi, ngươi có thiên phú, đáng tiếc, rất đáng tiếc, ngươi không nghe lời. Thiếp, thiếp nếu bây giờ nghe lời, chủ tử có thể tha cho thiếp một mạng không? Quan Nhi đột nhiên phủ phục xuống đất quỳ xuống, liều mạng dập đầu. Thiếp không muốn chết, thiếp còn chưa tìm được mẹ, thiếp sai rồi, thiếp bị ma quỷ ám ảnh, chủ tử xin tha cho thiếp. Thiếp thật sợ hãi, đừng giết thiếp. Ngọc không hầu cười. Ta có thể không giết ngươi, còn A Thủy thì sao? Ngươi đã đưa nàng đi đâu? Quan Nhi co rúc ở góc tường, toàn thân vẫn không ngừng run rẩy. Thiếp không biết, thiếp không thấy nàng. Ngọc không hầu cười khẩy một tiếng. Ngươi thật không thấy nàng. Hắn cẩn thận nhìn năm món tay đã được tu bổ chỉnh tề của mình, khẽ hoạt động các đốt món tay, như đang suy tư xem phải tung ra một trường như thế nào để thật phiêu giật. Quan Nhi càng dập đầu càng mạnh. Thiếp, Thiếp thấy nàng chạy theo hướng khác, nhưng không cùng thiếp một đường. Chết tiệt, Ngọc Không Hầu buột miệng mắng, thanh âm rung trời động địa, Quan Nhi sắc mặt tái mét, lại nghe hắn ôn tồn nói: "Ngươi nếu không thấy nàng, nếu các ngươi không đi cùng nhau, nếu ngươi không muốn bảo vệ nàng, sao ngươi lại phải giết bảy người? Ngươi điên rồi sao? Đừng nói mê sảng nữa, nàng đi đâu?" Quan Nhi cắn răng, "Thiếp không biết." Ngọc Không Hầu giơ tay lên, "Ngươi nói lại lần nữa không biết?" ta sẽ không tha cho ngươi. Suy nghĩ một chút, ngươi còn trẻ như vậy, lại thông minh và đẹp, lại sợ chết. Đời người còn rất nhiều khả năng, ngươi còn chưa lập gia đình, nếu chết như vậy, ngươi sẽ không cảm thấy đáng tiếc sao? Ta hỏi ngươi lần nữa, nàng đi đâu? Quan Nhi ngẩng đầu, lớn tiếng nói, "Thiếp không biết, ngài có giết thiếp, thiếp cũng không biết. Ngươi thật là ngoài dữ liệu của ta." Ngọc Không Hầu cười khẩy, lắc đầu, "Thật đáng tiếc, nếu ban đầu thu nhận ngươi mà biết ngươi thế này." ta nên giết ngươi từ sớm. Nói tới đây hắn vung tay. Bốp. Một tiếng, đầu quan nhi vỡ toang, chết thảm tại chỗ, lúc chết vẫn mím chặt môi, chết cũng không mở miệng. Trong phòng lưu điếm lại có một tiểu nha đầu đối với A Thùy nói chuyện tình nghĩa, điều này thật là một chuyện lạ không thể tưởng tượng nổi. Máu của quan nhi bắn lên giày của ngọc không hầu, hắn lấy ra từ ngực một chiếc khăn tay thêu từ từ lau sạch, ung dung thong thả, lau đến khi vô cùng cẩn thận. Ngay khi hắn tung trường giết quan nhi, dư khấp phượng và thanh hư từ nhẹ nhàng lùi lại, đường lệ từ lao vào đường hầm. Tất cả dường như chỉ mới bắt đầu, nhưng đối với quan nhi thì đã quá muộn. Nàng mãi mãi không thể trưởng thành. Từ xa trong lối đi truyền đến tiếng kêu chạy nhanh, ánh mắt ngọc không hầu đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt tràn đầy hung ác ác độc, tay cầm chuôi đoàn kiếm, từ từ lùi lại. Trong lối đi bạch tố sa cùng dư khớp phượng đang vội vàng chạy tới thanh hư từ từ một khúc cua khác nhẹ nhàng đến ngọc không hầu liếc mắt một cái thật là không có tiền đồ bạch tố sa sắc mặt nghiêm nghị khom người thi lễ đường lệ từ đã có chuẩn bị chúng ta không thể địch lại hắn một mình ngọc không hầu hư một tiếng mở thủy lao đi kiểm tra xem lỗ hồng có người thông qua không bạch tố sa lên tiếng đáp lại rồi đi ngọc không hầu ánh mắt chuyển động nhìn dư khấp phượng và thanh hư từ một cái, khẽ cười. Nụ cười này làm dư khấp phượng và thanh hư từ cúi đầu không nói, hai người họ đều là đại tông sư có tài năng, lại bị đường lệ từ dọa chạy quay đầu. Thật ra thì các ngươi đủ để đấu với đường lệ từ gần 200 chiêu. Ngọc không hầu ôn tồn nói. Hắn mới khỏi sau khi bị trọng thương, có thể ở nơi này 200 chiêu sẽ kiệt sức, không chừng các ngươi thật ra sẽ thắng. Hắn ngừng lại một chút, lạnh lùng nói bây giờ có chút hối hận không dư khớp phượng âm trầm không nói lời nào thanh hư tử mặt đeo lụa đen không nhìn rõ biểu cảm nhưng sắc mặt cũng khó coi ngọc không hầu chắp tay đứng trong lối đi dư khớp phượng và thanh hư tử đứng hai bên bóng tối xa xa không có âm thanh gì nhưng ai cũng biết đường lệ tư và thẩm lang hồn đang đến mặc dù đường lệ từ võ công cao cường thẩm lang hồn cũng không phải kẻ yếu bàn về thực lực Họ chắc chắn không địch lại Ngọc Không Hầu, Dư Khớp Phượng và Thanh Hư Tử. Nhưng đường lệ từ có âm sát thuật, âm sát thuật kinh thế hãi tục, ít người có thể ngăn cản, ngay cả Ngọc Không Hầu cũng không được. Nhưng Ngọc Không Hầu cũng không rút lui, nguyên nhân rất đơn giản, trong và ngoài vọng đỉnh Sơn Trang có Dư Khớp Phượng và Thanh Hư Tử, còn có quỷ mẫu đan. Dù âm sát thuật của đường lệ từ lợi hại đến đâu, cũng cần có thời gian để thực hiện với những vị cao thủ võ công tuyệt luân họ tuyệt đối có thể bảo đảm đường lệ từ không có thời gian để thi triển âm sát thuật đường hầm dài phía xa xa sáng lên một đoàn ánh đèn ngay sau đó tắt tiếp tục đi về phía trước lại sáng lên một đoàn ánh đèn rồi lại tắt đó là những ngọn đèn dầu khảm ở hai bên đường hầm bị thổi tắt trước ánh sáng ánh sáng đèn dầu rất tối chỉ chiếu trong đường hầm hết sức mờ mịt ngọn đèn dầu một đoạn một đoạn tắt đi như thể đường hầm dài bị chia thành từng đoạn ngắn. Đường lệ từ đã tới. Ngọc không hầu chắp tay sau lưng, nhàn nhã đi vài vòng, đối diện với bóng tối sâu thẳm trước mặt mà không chút để ý. Trong căn phòng nhỏ tại cưỡi gió chấn, A Thủy ngủ thật say, nàng đã bôn ba cả đêm, lại trải qua nhiều kích thích, cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi không chịu nổi. Ngọc đoàn nhi để nàng ngủ bên cạnh phụng phụng, nhưng phụng phụng lại không ngủ, tinh thần rất tốt, ngồi trên giường nhìn đông ngó tây, nhìn huyền úc nguyệt đán một chút, lại nhìn ngọc đoàn nhi một chút, đôi mắt linh lợi vừa tròn vừa lớn, tựa như rất hiếu kỳ. Nhưng hắn dường như cũng biết mẹ mệt mỏi, chỉ nhìn đông nhìn tây, không ồn ào không làm phiền, tay phải vững vàng nắm lấy ống tay áo của A Thuy. Ngọc Đoàn Nhi và Lâm Bô hợp lực đưa tiết đào lên giường nhỏ, Ngọc Đoàn Nhi vừa mới bôi thuốc lên vết thương trên ngực nàng, nhưng vết thương rất nặng, chỉ đơn giản bôi chút kim sang dược không biết có hiệu quả không mà khi đó giọt nước màu vàng liễu nhãn dùng để chữa trị lâm bô cũng không biết tìm ở đâu chỉ đành phải nghe theo số phận huyền úc nguyệt đán ngồi một bên vừa rồi ngọc đoàn nhi đã kể lại toàn bộ chuyện về a thùy liễu nhãn và đường lệ từ với sự thông minh và tài trí của hắn không khó để hiểu những điểm mấu chốt nhưng việc a thùy ôm tiết đào trở về Đến cuối cùng ai đã đâm vết thương trên ngực nàng thì không biết được. Câu trả lời tựa như rất rõ ràng, nhưng lại rất mơ hồ. Nàng cùng chu nhan ở chung một chỗ, ai có thể tổn thương được nàng? Cho dù có tổn thương được nàng, sao chu nhan lại để nàng một mình ở nơi hoang sơn giã lĩnh? Câu trả lời chỉ có một, người đã trọng thương tiết đào chính là chu nhan. Nhưng tại sao hắn lại phải giết tiết đào? Chẳng lẽ hắn không vì tiết đào mà vào nơi dầu sôi lửa bỏng? không phải vì tiết đào muốn giết huyền úc nguyệt đán thậm chí vì tiết đào nghịch sông vọng đỉnh sơn trang vượt qua trùng trùng cơ quan để cứu nàng sao làm sao trong nháy mắt lại đối xử với nàng nặng tay như vậy tiểu nguyệt ngọc đoàn nhi nhìn chằm chằm tiết đào thật lâu nàng thật đẹp huyền úc nguyệt đán không nhìn thấy chỉ đành phải mỉm cười phải không ngọc đoàn nhi gật đầu nếu ta đẹp như vậy không biết hắn có thể suy nghĩ đến ta nhiều hơn một chút không ai Uyển Úc Nguyệt Đán nói: "Cái này, trên đời cũng không phải ai cũng thích người đẹp, ta nghe nói có vài người đặc biệt thích cô gái mập, có vài người đặc biệt thích cô gái lớn tuổi, cho nên đàn ông có muốn để ý đến một người phụ nữ hay không, phần lớn là do nàng có để lại cho họ ấn tượng sâu sắc hay không." Ác, "Ấn tượng sâu sắc tốt." Ngọc Đoàn Nhi nhìn Uyển Úc Nguyệt Đán, "Nếu ta có miệng giống ngươi thì tốt, ta thích hình dáng miệng của ngươi, nhỏ nhỏ, giống như miệng của trẻ con." Huyền Úc Nguyệt Đán đang nói chuyện với nàng, nàng vẫn đang suy nghĩ về hình dáng môi của Huyền Úc Nguyệt Đán. Lâm Bô bật cười phì một tiếng, hai người nói chuyện hoàn toàn không đúng đề. Huyền Úc Nguyệt Đán lơ đễnh, thoáng đẻ lên mờ u bàn tay của tiết đào, mờ u bàn tay nàng nóng rực, thường thế xem ra hết sức nguy hiểm. Suy nghĩ một hồi, Huyền Úc Nguyệt Đán đột nhiên hỏi. Đường công tử xuyên qua xiêm áo ở đâu? Lâm Bô ngẩn ra, chiếc áo đó bị đoàn đao của thẩm lang hồn xé rách một lỗ to, nhuộm đầy máu tươi, cuộn lại giấu trong tủ treo quần áo sợ bị người của phong lưu điếm phát hiện, đến nay không ai động tới. Ở trong ngăn kéo, cầm tới nhìn một chút, trong túi áo có thể có thuốc. Huyền Úc Nguyệt đán đôi mắt linh hoạt chuyển động. Trên người hắn luôn mang không ít thứ tốt. Lâm bồ đứng dậy. Vội vàng từ trong tủ treo quần áo lấy ra chiếc áo dính máu của đường lệ từ, đưa tay vào túi áo sờ một cái, bên trong quả nhiên có rất nhiều chai lọ, từng cái lấy ra đặt lên bàn. Chỉ thấy có một hộp ngọc nhỏ màu xanh nhạt, một bình mỹ nhân bằng ngọc trắng, một chuỗi chân trâu, mấy khối ngọc thạch nhỏ, mấy đĩnh vàng nhỏ, và một viên thuốc hình tròn. Huyền Úc Nguyệt Đán đưa đồ lên chóp mũi nhẹ người. Đường công tử xem ra rất thích ngọc khí, những thứ này đều là mỹ ngọc tuyệt phẩm, dùng làm dụng cụ thật là có chút đáng tiếc. Ừ, Thự Lang, Thất Diệp Liên, vàng thuốc tử, trong hộp là thuốc trị thương. Hắn cầm lên bình mỹ nhân bằng ngọc trắng, bình này chế tạo tinh xảo, cảm giác nhuận hoạt, nhất định không phải vật phàm, mở nắp bình nhẹ người một chút, lâm bô lập tức ngửi thấy một mùi vô cùng kỳ quái, liền hát hơi một cái, huyền úc nguyệt đán hơi nhíu mày, đổ một mảnh trong bình ra tay. Lâm bô thấy trên tay hắn là một miếng thuốc màu trắng, khác với viên thuốc, miếng thuốc này hình tròn lại mềm, nhưng là một loại dược vật chưa từng thấy qua. Huyền Úc Nguyệt Đán cũng không biết đó là gì, trên mặt nhỏ nhắn thanh tú hiện lên một tia vẻ nghi hoặc, đặt miếng thuốc trở lại bình ngọc, cầm lên một viên thuốc hình tròn khác. Đây là tím bầm đan, tuy ít thấy ở hậu thế, nhưng cổ tịch ghi lại có vật này, cổ nhân nói uống tím bầm đan có thể vũ hóa lên tiên, ta không quá tin tưởng, nhưng thuốc này phải có chỗ độc đáo riêng. Tiết cô nương thương thế nguy hiểm trầm trọng. Lâm bồ tiếp lời ta thấy thuốc này không bằng để tiết cô nương ăn vào xem có hiệu quả cải từ hồi sinh không. Huyền úc nguyệt đán nhẹ nhàng gõ viên thuốc bên ngoài ánh đèn, bên trong là một viên thuốc ánh sáng màu vàng kim, lớn chừng như trái nhãn. Món tay hắn ấm áp, vừa cầm lên viên thuốc, thuốc liền muốn hòa tan. Huyền úc nguyệt đán vội vàng bỏ viên thuốc vào miệng tiết đào. Viên tím bầm đan lớn tiếp xúc với môi nóng bỏng của nàng, rất nhanh tan thành chất lỏng chảy vào bụng qua kẽ hở môi. Lâm Bô và Uyển Úc Nguyệt Đán cũng ngửi thấy một mùi thơm mát lạnh của thuốc, quả nhiên viên tím bầm đan khác biệt, khác hẳn miếng thuốc mỹ nhân trong bình kia. Sau khi ăn vào tím bầm đan, gò má đỏ bừng của tiết đào dần khôi phục, một lát sau, mắt nàng hơi run run, Ngọc Đoàn Nhi khẽ gọi. Tiết cô nương. Tiết đào chậm rãi mở mắt, cặp mắt trong suốt xinh đẹp tuyệt trần, như một ảo ảnh trong nước, Ngọc Đoàn Nhi nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Mọi người đều nói A Thùy là mỹ nhân khó gặp, nhưng ta cảm thấy ngươi còn đẹp hơn, ngươi thật đẹp. Đôi mắt tiết đào từ từ nhìn về huyền Úc Nguyệt Đán. Ngươi, là, ai, cô nương hãy an thần nghỉ ngơi, ngươi không ở vọng đình Sơn Trang, cũng không ở bên Chu Nhan. Huyền Úc Nguyệt Đán tỏ ra ôn nhu vô hại, nên tiết đào vẫn nhìn hắn, ngực dồn dập phập phồng, răng môi khẽ nhếch như muốn nói gì, nhưng không nói ra được. Ngọc Đoàn Nhi vẫn nhìn nàng, nửa gương mặt còn lại của tiết đào với dáng vẻ nàng thích, càng nhìn càng thích, không khỏi hâm mộ. Huyền Úc Nguyệt đán nghe tiết đào thở hồn hển, biết nàng có lời muốn nói, ôn nhu hỏi. Cô nương muốn nói gì? Tiết đào hé môi, không thành tiếng, lâm bô nhìn khẩu hình nàng. Ta, thật, không, thể, tha, hắn. Huyền Úc Nguyệt đán khẽ mỉm cười. Hắn đã làm tổn thương ngươi, trong lòng hơn phân nửa đã hối hận rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều chờ khi ngươi khỏe lại mới có thể nói chuyện nhiều với hắn. Ngọc Đoàn Nhi kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi biết nàng nói ai? Huyền Úc Nguyệt đán mỉm cười. Nàng nói, cuồng lan vô hành, chu nhan. Ngọc Đoàn Nhi thở dài, nói với tiết đào. Hắn không phải rất yêu ngươi sao? Tại sao lại muốn giết ngươi? Hắn đã dùng nhiều sức lực để cứu ngươi ra, sao lại ném ngươi đi? Một giọt nước mắt từ khóe mắt tiết đào chảy xuống, nàng cuối cùng phát ra thanh âm yếu ớt. Hắn! cả đời chỉ tốt với ta, nhưng ta, ta lại thật có lỗi với hắn. Ngọc Đoàn Nhi ngạc nhiên. Cái gì có lỗi với hắn? Ngươi bị Ngọc không hầu bắt, đó không phải là lỗi của ngươi, huống chi nhiều năm ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy, hắn thật vất vả mới tìm được ngươi, sao lại không tốt với ngươi? Tiết đào mờ mịt nhìn lên trần nhà. Mười năm, thật dài, tại sao hắn không cứu ta ra trong tám năm đầu, sáu năm đầu, thậm chí bốn năm đầu? Ngọc Đoàn Nhi giơ tay lên, định tát nàng. Ngươi nói nhăng gì đó, 8 năm đầu, 6 năm đầu, 4 năm đầu hắn đều bị ngọc không hầu đầu độc, thần trí không rõ, cái gì cũng không biết, làm sao có thể cứu ngươi ra. Một khi hắn tỉnh lại, hắn liền cứu ngươi ra, chẳng lẽ như vậy còn không đủ sao? Ta muốn hắn đánh vỡ vách tường, xuyên qua những chướng ngại để tìm ta, suốt 10 năm ta luôn nghĩ về điều đó. Ta muốn hắn xuất hiện trước cửa sổ, nhìn thấy ta bị trói trên giường, ta muốn hắn sẽ rất đau lòng và ta sẽ rất vui nhưng hắn từ đầu đến cuối không xuất hiện ta bị trói năm này qua năm khác mỗi ngày mỗi giờ ta đều mong hắn đến cứu ta có lẽ là hôm nay có lẽ là ngày mai nếu không nghĩ vậy ta cũng không sống nổi nhưng hắn từ đầu đến cuối chưa bao giờ tới tiết đào yếu ớt nói có lúc ta rất thương tâm có lúc rất thất vọng có lúc tuyệt vọng và tức giận nhưng dù ta nghĩ thế nào hắn cũng không đến ta hận anh họ ngươi không thể tưởng tượng được ta hận hắn đến mức nào, nhưng suốt những năm qua, khi ta thương tâm hắn châm chọc ta, khi ta thất vọng hắn cười nhạo ta, khi ta tuyệt vọng và tức giận, hắn vẫn ở bên cạnh. Mười năm qua ta chỉ nhìn thấy hắn, những người khác như biến mất không thấy vậy. Nước mắt tiết đào chảy ra, như chảy ra giọt máu cuối cùng trong cơ thể gầy yếu của nàng. Ta hận hắn, nhưng có một ngày ta phát hiện, anh họ mặc dù âm hiểm ác độc, mặc dù hắn không chừa chuyện thảm khốc, mặc dù hắn buộc và chói ta đến mức ta bị bệnh, nhưng hắn rất đau khổ. Có lúc, hắn còn đau khổ hơn ta, ta còn có hy vọng, ta mong đợi Chu Nhan đến cứu ta, hắn nhìn ta, hắn chói ta, hắn không có gì để hy vọng. Ta rất đau khổ, hắn cũng đau lòng và hối hận, nhưng hắn không thể buông ta. Nàng thở hồn hển. Hắn chỉ ngồi đó nhìn ta, có lúc ta biết hắn không muốn đến xem ta, không muốn ở bên ta, muốn giết ta, nhưng không làm được. Ta mong hắn giết ta, nhưng hắn ôm ta khóc ta ta ngọc đoàn nhi mở to mắt lặng lẽ nghe tiết đào rơi lệ đầy mặt ta sợ hắn khóc từ nhỏ đến lớn hắn luôn mạnh mẽ nhưng khi hắn khóc lòng ta như tan vỡ khi hắn khóc ta mềm lòng không dám tuyệt thực không dám tự tử sau đó sau đó nàng thở dài ánh mắt dần trở nên bình tĩnh sau đó hắn ôm ta khóc ta cũng ôm hắn khóc hắn nói muốn giết ta cũng muốn giết đại biểu ca, nhưng đại biểu ca đã chết. Hắn rất hận, hận giang hồ này đã hại chết đại biểu ca, nên hắn muốn tiêu diệt tất cả mọi người trong giang hồ. Hắn cũng nói muốn cùng Liêu đánh giặc, muốn vào triều làm quan, xem thường mọi người, ngoại trừ ta. Hắn nói mình là kỳ tài, ta tin hắn nói thật lòng, nhưng ta chỉ hỏi một điều, tại sao Chu Nhan không đến cứu ta? Hắn nói Chu Nhan sẽ không bao giờ đến cứu ta, hắn sẽ không bao giờ để Chu Nhan đến cứu ta. Ngọc Đoàn Nhi bắt đầu tràn đầy nước mắt, Tiết Đào kinh ngạc hỏi. Ngươi khóc gì vậy? Ngọc Đoàn Nhi lau nước mắt, chỉ vào huyền Úc Nguyệt Đán, nức nở. Hắn cũng đang khóc, không chỉ mình ta muốn khóc. Tiết Đào nhìn huyền Úc Nguyệt Đán, thấy trong mắt hắn có giọt lệ mờ ảo, như nhớ ra điều gì đó, thở dài. Tiết Đào nhìn về phía Lâm Bô, thấy sắc mặt Lâm Bô cũng rất buồn. Nàng cười nhạt. Sau đó, có một ngày, hắn buông ta ra, nhưng ta không thể đi lại. Anh họ còn đau khổ hơn ta, hắn muốn gắn chân hắn lên người ta, nhưng khi chứng minh được có thể gắn, hắn bắt nhiều cô gái trẻ đẹp, chặt tay chân họ để gắn lên người ta. Ta giết hại vô số người, từ đó càng hận hắn hơn. Ta không quan tâm tay chân mình có lành không, cũng không quan tâm chu nhàn có đến cứu ta hay không, chỉ muốn chết. Ngọc Đoàn Nhi nắm tay nàng. Người thật đáng thương. Tiết Đào nói nhỏ những cô gái vô tội kia mới thật đáng thương ta có gì mà đáng thương ta tạo nghiệt giết hại bao nhiêu người bệnh tình ta ngày càng tệ tay chân không ngừng run rẩy anh họ không biết làm sao đánh gãy cả gân tay gân chân ta ta muốn chết nhưng gân mạch đứt không chết được hắn cứ hành hạ mình có ngày một người đến sơn trang ta không thấy mặt hắn nhưng hắn cho ta thuốc uống xong tay chân dần có lực có thể đứng lên anh họ vui mừng điên cuồng nhưng lòng ta như đã chết không nghĩ đến chu Nhan nữa, chỉ nghĩ đến biểu ca. Ta hận hắn hại ta, hận hắn gieo hỏa vô cùng, nhưng cũng sợ hắn thất bại, sợ hắn chết. Ta không còn là ta trước kia nữa." Nàng đờ đẫn nói, "Vì vậy ta muốn chạy trốn, sợ một ngày nào đó sẽ cam tâm ở lại bên hắn." "Vậy nên ngươi trốn từ đường thủy lao?" Ngọc Đoàn Nhi ngạc nhiên nhìn nàng, cô gái nhỏ bé này lại có nghị lực và dũng khí lớn như vậy, có thể trốn khỏi nơi như Vọng Đình Sơn Trang? Tiết đào nói nhỏ. Hắn bắt ta trở lại, rất giận dữ, đánh ta, làm ta bị thương mặt. Ta vui khi hắn làm hư mặt ta, mong hắn không nghĩ đến ta nữa. Nhưng hắn điên cuồng, thay ra những chỗ khác trên người hắn cho ta, vết sẹo trên mặt ta chuyển sang mặt hắn. Ha ha, hắn muốn thay ta xấu xí, kết quả hắn trở nên giống ta. Hắn bắt đầu mê mẩn hình dáng mới của mình, mặc váy của ta, học cách chải tóc của ta, bắt đầu trang điểm như ta, ha 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 người khác sợ hắn nhưng ta biết hắn khổ sở muốn giết ta nhưng không thể rời xa ta nên hắn muốn trở thành ta nghĩ rằng nếu biến thành ta giết ta rồi sẽ không còn muốn ta nhưng từ đầu đến cuối hắn không giết ngươi huyền úc nguyệt đán ôn tồn nói hắn yêu ngươi tiết đào nhắm mắt lại hắn yêu ta cũng yêu chính hắn không thể vì yêu ta mà không yêu chính mình cũng không thể chỉ yêu mình mà không yêu ta còn ta ta không thể yêu hắn hắn là kẻ xấu Nàng giọng rung rung nói: "Ta không muốn yêu hắn, nên không gặp hắn. Hắn luôn muốn giết ta, nhưng không thể ra tay. Ta nghĩ rằng không gặp hắn sẽ không muốn hắn, nhưng ta vẫn muốn." Muốn cả ngày lẫn đêm, rồi hôm nay, Chu Nhan đột nhiên xuất hiện, cứu ngươi ra. Huyền Úc Nguyệt Đán ôn tồn hỏi: "Ngươi rất đau lòng?" Tiết Đào chậm rãi nói: "Ta nghe tiếng hắn xông vào, từng trận từng trận, kinh thiên động địa. Ta nghe tiếng bước chân quen thuộc, khí thế hòa khí vị." giống hệt như ta tưởng tượng anh họ ẩn nấp không ngăn chu nhan mang ta đi cũng không muốn ta chết ta ta rất thất vọng nàng nắm chặt chân ta rất đau lòng hắn không ngăn trở cũng không giết ta chỉ để ta đi ta không biết là hắn thất vọng hay quá yêu ta nên để ta đi nhưng bất kể lý do gì ta cũng rất đau lòng ta yêu hắn không yêu chu nhan nữa không quan tâm chu nhan có đến cứu hay không chỉ muốn ở lại bên anh họ bất kể hắn làm bao nhiêu chuyện xấu giết bao nhiêu người ta muốn ở bên hắn. Nàng buồn bã nói. Ta không thể lừa Chu Nhan, ta nói không yêu hắn, hắn liền ra tay với ta. Ngọc Đoàn Nhi kêu lên. Sao hắn lại như vậy? Tiết Đào nhẹ nhàng nói. Ta không trách hắn, hắn là người như vậy, cả đời chỉ tốt với ta, ta phản bội hắn, chính là phản bội cả cuộc đời hắn, ta thật xin lỗi hắn. Huyền Úc Nguyệt Đán thở dài. Ngươi không nghĩ rằng, nói với Chu Nhan ngươi không còn yêu hắn nữa sẽ tăng cửu hận của hắn với Ngọc Không Hầu hắn ném ngươi xuống đất rồi đi đâu tiết đào thay đổi sắc mặt hắn sẽ đi tìm anh họ giọng huyền úc nguyệt đán ôn tồn nhưng bất lực hắn chắc chắn sẽ trở về vọng đình sơn trang sẽ có một trận đại chiến không tránh khỏi chúng ta chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi kết quả tiết đào ngơ ngác nhìn huyền úc nguyệt đán sức mạnh từ viên tím bẩm đang dần biến mất chu nhàn muốn giết người lúc nào thất thủ ngực nàng có vết thương xuyên thấu máu tươi chậm rãi dì ra Ngọc Đoàn Nhi cầm hộp ngọc của Đường Lệ từ bôi thuốc trị thương, không ngừng thoa lên vết thương của nàng. Hơi thở của Tiết Đào ngày càng gấp, thần trí dần mờ mịt rồi ngất đi. Nàng sẽ chết sao? Ngọc Đoàn Nhi nhìn Tiết Đào, cảm thấy rất đau khổ. Huyền Úc Nguyệt Đán cắn môi. Có lẽ sẽ. Ngọc Đoàn Nhi nói nhỏ, nếu nàng không nói nhiều như vậy, có lẽ sẽ không chết. Huyền Úc Nguyệt Đán lắc đầu, mỉm cười nói: những lời này nghẹn trong lòng nàng, không nói ra sẽ càng khó chịu hơn. Mười năm, ngoài Ngọc không hầu không ai nói chuyện với nàng, nàng thật sự rất đáng thương. Ngọc Đoàn Nhi lau nước mắt. Ta cảm thấy nàng rất đáng thương, bị người nhà họ Ngọc làm hại thảm như vậy, nhưng vẫn muốn ở bên hắn. Huyền Úc Nguyệt Đán lắc đầu. Chuyện tình cảm rất khó nói, nếu có thể lựa chọn, ta muốn Ngọc không hầu và Chu Nhan đều không thương ai, tình cảm chỉ làm cản trở võ công và sự nghiệp của họ. Nói xong, hắn quay sang Ngọc Đoàn Nhi, đổi chủ đề. Ngọc Cô Nương, người xuất thân từ núi rừng, có biết cha mẹ mình là ai không? Ngọc Đoàn Nhi bắt chước hành động của hắn, bởi vì cổ tay trắng nhỏ của huyền Úc Nguyệt Đán rất đẹp. Mẹ ta nói, bà là con gái của cửa hàng bánh bao lý thị trong huyện, khi còn bé theo học võ nghệ, dáng dấp đẹp, nổi danh là mỹ nữ trong huyện. Cha ta, mẹ nói có ngày cha đi ngang qua huyện, nhìn nhiều bọc của bà từ cửa hàng, Bà vừa ý cha, môi đỏ răng trắng, phong độ nhẹ nhàng, liền cố ý khiêu khích, nói cha trộm bọc của bà. Nàng cười nhạt. Sau đó cha thừa nhận, mẹ muốn cha bồi tiền bánh bao, cha nói mời mẹ uống rượu, mẹ đồng ý. Nghe như cô gái xinh đẹp bị kẻ trộm chiếm lời, Lâm Bồ bụng cười, nhưng không dám cười thành tiếng. Huyền Úc Nguyệt đán nghiêm túc nghe. Ngày đó mẹ ngươi chắc chắn rất vui. Ngọc Đoàn Nhi cười nói: "Dĩ nhiên, đêm đó cha mời mẹ uống rượu hai người thân thiết hơn và mẹ mang thai ta lâm bô nghẹn giọng ho khan huyền úc nguyệt đán cười nói sau đó cha ngươi cưới mẹ ngươi ngọc đoàn nhi lắc đầu sau đó cha đi rồi ngày thứ hai đi rồi mẹ không thấy cha nữa bà không lập gia đình mà sinh ta ông nội rất giận hơn nữa ta trời sinh bệnh lạ dáng dấp rất xấu mẹ ở huyện không sống nổi mang ta vào núi rừng trốn mười mấy năm Nụ cười trên mặt Lâm Bô chưa tắt, ngẩn người rồi ảm đạm. Cha ngươi vẫn không tìm mẹ ngươi? Ngọc Đoàn Nhi lắc đầu. Mẹ nói cha rất đẹp, chắc chắn gặp nhiều cô gái, hơn phân nửa sẽ không nhớ mẹ. Nhưng mẹ không hối hận, bà nói sau khi thấy cha, bà không thích người đàn ông khác nữa, nếu ông nội ép gả bà cho người khác, bà sẽ đau lòng cả đời, nên dù cha đi không trở lại, bà cũng không hối hận. Cha ngươi tên là gì? Huyền Úc Nguyệt Đán ôn tồn hỏi. Ngọc Đoàn Nhi lắc đầu. Ta không biết, mẹ cũng không hỏi, chỉ biết hắn họ Ngọc. Mẹ nói biết trước không giữ được duyên, hỏi tên cũng vô ích. Có tên sẽ muốn tìm, tìm được có lẽ càng đau lòng. Nàng nhún vai. Bất kể là gì, mẹ thấy tốt là tốt, giữ lại bộ quần áo của cha, có lúc mặc vào giả trang cha cho ta xem, ta rất vui, mẹ cũng rất vui. Huyền Úc Nguyệt Đán mỉm cười dịu dàng. Mẹ ngươi tính tình thật tốt. Ngọc Đoàn Nhi cười nói. Dĩ nhiên, mẹ ta rất tốt rất tốt. Trời dần sáng, hơi thở của tiết đào càng yếu ớt. Huyền Úc Nguyệt Đán nhắm mắt giả vờ ngủ, thần sắc vẫn bình tĩnh. Ngọc Đoàn Nhi và Lâm Bô lo lắng về vết thương của tiết đào, cũng lo lắng về trận chiến ở vọng đình Sơn Trang, nhưng không ngủ được chút nào. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn